Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Hoàng đế nội kinh, tài liệu y học cổ truyền Trung Quốc. Phần 1 Tố vấn, chương 40 Phúc Trung Luận Thiên. Kinh văn: Hoàng đế hỏi, có người mắc bệnh tâm phúc mãn, sớm ăn thời chiều không thể ăn, đó là bệnh gì? Kỳ bá thưa rằng, bệnh đó tên là cổ trướng. Điều trị thế nào? Dung kê thỉ lễ, một liều bớt, hai liều khỏi. Có khi lại phúc phát, là vì sao? Đó là do sự ăn uống không giữ gìn, nên mới gây nên sự ngã lại như vậy. Hoàng đế hỏi, có người mắc chứng đầy ách ở hung hiếp và chi lặc, không ăn được. Mỗi khi bệnh sắp phát, thời như ngửi thấy mùi tanh hôi, nước mũi chảy ra, nhổ ra huyết, tứ chi lạnh, mắt hoa, thường thường đại, tiểu tiện cũng ra huyết, đó là bệnh gì? Kỳ bá thưa rằng, bệnh đó gọi là huyết khô, nguyên nhân do lúc ít tuổi, có sự gì thoát mất nhiều huyết, hoặc nhân lúc say rượu mà nhập phong, khí kiệt, can thương, ở con trai thời tinh bị khô kiệt, ở con gái thời nguyệt sự không xuống được. Điều trị dùng phương pháp nào? Dùng 4 phần ô tắc cốt, 1 phần lự nhự, hai vị hợp lại dùng trứng chim để luyện làm hoàng, viên bằng hạt đỗ nhỏ. Mỗi lần dùng 5 viên sau khi ăn cơm, tiêu với nước bào ngư. Thuốc đó làm cho lợi trường và chữa đau gan. Hoàng đế hỏi, có người mắc chứng thiếu phúc to phình lên, trên dưới tả hữu như có quần gốc, đó là bệnh gì? Kỳ bá thưa rằng, bệnh đó tên là phục lương. Vì sao mắc chứng ấy? Có một túi bọc máu và mũ đặt ở ngang tại ngoài trường vị, rất khó chữa. Mỗi khi án mạnh tay vào chỗ đó, thời đau điếng người đi. Vì sao mắc bệnh ấy? Đó vì ở dưới thời liền với tam âm, tất có lúc cũng hạ ra đôi chút nùng huyết. Ở trên thời bách liền với vị quản, tất có móc ung ở vị quản. Tất phải trải qua lâu ngày lắm mới gây nên bệnh ấy. Rất khó chữa. Nếu nó ở trên trốn là nghịch, ở dưới rốn là thuần. Đừng động đến nó và cố chữa lấy khỏi ngay. Về phép điều trị đã bàn rõ ở Thiên Thích Pháp. Hoàng đế hỏi, có người suốt cả thân thể, đùi, vế, chân đều thống, lại đau ở chung quanh rốn là bệnh gì? Kỳ bá thưa rằng, bệnh đó cũng gọi là phục lương, tức là phong căn, gốc của chứng phong. Cái phong tà tràn ra ở DAITRUNG mà bám vào hoang, mà cái gốc của hoang lại ở dưới rốn, nên mới đau xung quanh rốn. Không nên vọng động vào nó, nếu động vào nó sẽ gây nên chứng niệu sáp, tiểu tiện buốt, nhỏ giọt, không ra được. Hoàng đế hỏi, phu tử thường nói chứng nhiệt trung, tiêu trung, không nên dùng các thứ cao lương, phương thảo, thạch dược. Nếu dùng thạch dược sẽ phát triển, dùng phương thảo sẽ phát cuồng. Nghĩ như chứng nhiệt trung, tiêu trung, phần nhiều chỉ hạng người phú quý hay mắc. Giờ cấm dùng thức cao lương, thế là không hợp với lòng họ. Cấm dùng phương thảo, thạch dược, thời bệnh không sao khỏi được. Vậy xin cho biết phải liệu trị thế nào bệnh đó? Kỳ bá thưa rằng, cái khí của phương thảo tốt, cái khí của thạch dược hãng, dữ tợn, độc. Hai thứ khí ấy đều có cái tính cấp, tật, kiên, kính. Cho nên nếu không phải là người có tâm tính hòa hoãn không uống được nói. Phàm nhiệt khí thời lật hãn, dữ tợn, dược khí cũng vậy. Hai thứ khí ấy gặp nhau sẽ gây nên sự xung đột, e làm thương đến tỳ. Tỳ thuộc thổ mà ghét mộng. Nếu uống thứ thuốc ấy, đến ngày giáp, ất sẽ nguy. Hoàng đế hỏi, có người mắc chứng ung thủng, cảnh thống, hung mãn và phúc trướng, đó là bệnh gì? Vì cớ sao mắc phải? Kỳ bá thưa rằng, đó là bệnh quyết nghịch. Điều trị thế nào? Nếu dùng phép cứu thời ấm, câm không nói được, dùng phép thích thời phát cuồng. Đợi đến lúc huyết khí cùng hợp lại với nhau mới có thể chữa. Vì sao? Dương khí đã bốc nhiều lên trên, tức là ở trên hữu dư, nếu cứu thời dương sẽ trục vào âm thời thành ấm.
Nếu thích thời dương khí hư, hư thời sẽ phát cuồng. Vậy phải đợi lúc huyết khí cùng hợp với nhau sẽ chữa, mới mong toàn vẹn được. Hoàng đế hỏi, sao có thể biết được đàn bà có thai? Kỳ bá thưa rằng, vì là người có bệnh như nôn ọe, mỏi mệt, không muốn ăn, mà chẩn mạch thời mạch không có bệnh. Hoàng đế hỏi, người mắc bệnh nhiệt mà có đau là vì sao? Kỳ bá thưa rằng, bệnh nhiệt đó thuộc về dương mạch thịnh. Dương mạch thịnh là do khí của tam dương động. Nhân nghịch một thịnh thuộc thiếu dương, hai thịnh thuộc thái dương, ba thịnh thuộc dương minh, rồi mới vào các kinh âm. Vì dương lấn vào âm, nên mới mắc bệnh ở đầu với phúc. Do đó mới sinh ra sáng trướng và đầu thống.